đồng hồ Raymond Watt 28815 STC 65001 là một mẫu skeleton tinh tế mang phong cách thiết kế hiện đại và thanh lịch. Dưới đây là một số điểm nổi bật về chiếc đồng hồ này. Kích thước: đường kính 39.5mm và độ dày 9.2mm, mang lại cảm giác vừa vặn và thoải mái khi đeo, phù hợp với những người có cổ tay 15-16cm. Mặt số skeleton thiết kế mặt số lộ cơ giúp người đeo có thể nhìn thấy bộ máy bên trong, tạo cảm giác độc đáo và thu hút, rất thích hợp cho những người yêu thích sự tinh xảo của cơ khí. Chất liệu kính sapphire. Loại kính này có khả năng chống chảy xước cao, giúp bảo vệ mặt số và đảm bảo độ bền bỉ lâu dài. Vỏ thép không gỉ. Khung vỏ được làm từ thép không gỉ, không chỉ mang lại độ bền mà còn tăng tính thẩm mỹ với vẻ ngoài sáng bóng. Dây đeo da. Dây đeo da tạo cảm giác mềm mại và thoải mái khi đeo, đồng thời tăng thêm phần sang trọng cho tổng thể thiết kế. Tổng thể. Đây là một chiếc đồng hồ sang trọng, kết hợp giữa thiết kế tinh tế và chất lượng hoàn thiện cao.